làm quan đất phủ dày. Cả lời ô thề.
dân chót nặng lời thề bể sâu chưa cạn nên cõi tiên ý chưa về ngày hôm nay. Ông Mười lai giáng bản đền tuần
cả vững lên điện học, các o dâng vào là vào rước ông người xê, ô sợi rước ông người xê. Đào xích
quạch dồn trông bóng
ông cho họ đinh khể ông năm ni cầu nên ước được. Trong gia chung được thuận
câu non cùng với thuốc lá các có chiều lòng hoang ăn chơi. Ông mười ăn chơi thì đành đặt lại yên giờ. Hôm nay về đây giá ngừ ông đẹp khoan thai nhẹ nhàng, khoan thai nhẹ nhàng. Nước sông Lam răng là trong là đồng, sông Lam răng là trong là đồng, gạo chợ chua vừa chẳng vừa. Điều lặng cùng là mình điều ngờ, hoàng mười phán chuyên trần gian. Đầu lượt thảm mà chân dần đổi hàng hai. Có cả dân ông điếu ngự, còn cô nàng hai đi theo cầu. Cô nàng bá thì gối xếp đi theo sau. Cô tư đất lề quê thòi, cô vẫn thuộc là tiếng cô tìm trù trước ông mười sơi. Vào rắn đoá hồng, cô nàng bày sẵn đá hoa hồng. Con cô nàng đảm vò ra kêu rồng ngất ông mười lên. Cô nàng chín mua lượn cảnh tiên, tiếng tiêu cô thổi viên đầy lòng hoàng. Tiên cô nàng người thì có vào thò thè tiếng oanh oanh ngô vàng. Cô nàng người thì thò thè oanh vàng, thơ ngâm một khúc mà khiến lòng hoàng lắng lắng. Giang sơn nhân phiên nguyệt
trời trắng đến biết tình trắng sơn chi cao thọ chi hằng sơn với nguyệt càng thêm cảnh sắc cô ra dặn đức của cha